Anh em xem thì nhớ ấn đăng ký mới lại ấn like những bộ mình thích để nhận thông báo mới nhất khi bộ đó ra tập mới nhé. Chạy cũng nhanh đấy. Không hà, chỉ có chút phiền phức này thôi sao? Thời gian phụ thân đã đến giới hạn rồi. Biết ngay chiêu này của ngươi kiên trì không được quá lâu. Tiếp theo đây đến lượt ngươi chạy rồi. Bạch U Liệt Phong. Phong Phàm. Phá. Tốc độ nhanh thật. Phá. Nguy hiểm thật. Mạc Phàm, lấy lôi hệ của ngươi ra đi. Dùng ma pháp mạnh nhất của ngươi đọ sức với ta. Được thôi, thế thì sẽ như ý ngươi muốn. Sợ. Như vậy đúng là khủng bố thật. Mọi người không cần phải sợ. Kết giới này đã mở rồi. Chiến đấu sẽ không làm ảnh hưởng đến khán giả đâu. Lôi nha. Bạch U Liệt Phong. Thuẫn khí cung cách. Tất cả phòng ngự ở trước mặt của tôi đều là vật trang trí. Ngươi chỉ chút sức mạnh này thôi sao? Sao có thể chứ, dựa vào cái gì? Lôi của cậu dựa vào cái gì có thể phá được phòng ngự của tôi? Phóng hệ của tôi là lấy đường thần ấn lễ tán đấy. Thần ấn lễ tán cũng phải xem mặt. Tôi lấy được là thăng cấp uy lực cơ sở gấp đôi. Đừng cho rằng trên lôi hệ chiếm cứ được một chút tiện nghi thì cậu có thể chiến thắng tôi. Phải biết rằng sức mạnh lớn thật sự đều khó mà khống chế được. Vốn dĩ là không muốn dùng chiêu này. Đến lúc này đừng trách tôi không giữ lại cho cậu một hơi thở. Đợt vi tiểu bảo à. Đây,